Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh món ăn dân dã của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ cách nấu lẩu cá thác lát khổ qua. Không dùng nước xương hầm mà nước lẩu vẫn ngọt thanh nha các bạn. Thì ở đây mình có 300g cá thác lát. Thì cá thác lát mình cho 1/2 muỗng canh hạt nêm và một chút tiêu vào. Một chút hành lá thái nhuyễn. Bạn nào thích ăn thì là thì các bạn cũng thái nhuyễn cho vào ha. Các bạn dùng muỗng canh mình quết thế này thì cá thác lát nó sẽ dai nha. Không thì chúng ta cho vào một cái bịch rồi các bạn đập. Tùy các bạn ha, mỗi người mỗi cách làm cho cá thác lát nó được dai. Và để làm sao biết cá thác lát nó dai thì các bạn dùng ngón tay mình ịn xuống. Mà cá thác lát không dính vào tay thì là cá thác lát đã dai rồi ha. Giờ thì mình đi chế biến nồi nước lèo. Thì lẩu quan trọng là cái nước lèo. Nước lèo mà ngon thì cái nồi lẩu nó mới ngon nha các bạn. Các bạn cho một ít dầu vào. Chuẩn bị cho một củ hành tím và một ít đầu hành mình thái mỏng. Cái hành phi thì các bạn phải phi thật là thơm, thật là vàng lên nha. Thì cái nồi nước lèo của mình nó mới thơm nha. Đây là một cái công đoạn cũng rất là quan trọng khi mình làm nước lèo khổ qua này nha. Ở đây mình nấu bằng nước trắng chứ không nấu bằng nước xương hầm. Các bạn cho vào 1,2 lít nước, tương đương với một nồi lẩu. Nấu bằng nước hầm xương thì rất là ngon, rất là tốt luôn đó các bạn. Không có thì mình sử dụng bằng nước trắng. Thì nước trắng thì các bạn cứ nêm theo cách của mình thì cái nước dùng nó cũng rất là ngọt thanh nha. Thì cái lẩu này mình nêm đường trước nha. Các bạn cho vào đây 1/2 muỗng canh đường. Còn bột ngọt thì các bạn nêm cho mình là 1/3 muỗng canh thôi. Về phần cờ no thì các bạn nêm cho mình là 1,5 muỗng canh nha. Ở đây tất cả là mình sử dụng hạt nêm bằng xương ống heo nha. Và về cái nước mắm thì các bạn cho mình 2 muỗng canh nước mắm. Các bạn nấu cho sôi hẳn rồi tắt bếp nha. Lúc đó thì mình mới cho một chút dầu mè. Như thế này thôi. Lẩu này phải có dầu mè nha các bạn. Các bạn chỉ cần cho vài giọt như thế này là cái nồi lẩu của mình nó rất là thơm rồi. Các bạn nào mà có cái sốt sa trà đó thì các bạn nhích một miếng vô ha, thì cái lẩu nó còn rất là thơm hơn nữa, cái thơm hơn so với cái dầu mè này. Và đây là cái nồi lẩu hoàn thiện của mình đây. Thì cái gia vị nó cực kỳ đơn giản luôn. Thì cái lẩu này các bạn dùng chung với bún ha. Rau thì không thể thiếu được khổ qua. Ở đây mình có nấm linh chi trắng và linh chi đen. Nước chấm thì các bạn chấm nước mắm mặn thôi. Xắt miếng ớt vào. Khi mình ăn thì các bạn bắt cái nồi nước lẩu này lên, các bạn nấu sôi rồi mình nhích cái cá thác lát này, cái cá thác lát này các bạn nhích từng miếng các bạn cho vào, hay là các bạn vo sẵn thành viên cũng được, thì tùy các bạn ăn thế nào thì các bạn làm như vậy. Thì mình chia sẻ cái cách nấu lẩu cá thác lát rất là đơn giản như vậy. Các bạn nào mà thích thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.